Hôm trước trong clip nói về cách đáp lại lời khen trong tiếng Nhật thì có một cái comment rất là thú vị như này, đó là em toàn bị chửi thôi, có bao giờ được khen đâu. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau học về cách ứng xử bằng tiếng Nhật trong những trường hợp mà bị đối phương khiển trách, trách mắng khi mà mình bị phạm một lỗi nào đó nha mọi người nhé. Trước tiên thì quan trọng nhất đó là chúng ta phải biết lắng nghe mọi người ạ. Lắng nghe để xem là vấn đề, lỗi sai của mình ở đâu đã. Rồi khi hiểu được vấn đề rồi thì chúng ta đừng có quen mồm nói luôn là hey, wakarimashita nhá mọi người nhá. Không biết là mọi người có thấy không, nhưng mà thực sự là xung quanh mình có rất là nhiều bác người Nhật. Bác ấy cảm thấy rất là kiểu nhạy cảm về cái cụm từ là hey, wakarimashita của người nước ngoài mọi người. Mà thay vào đó chúng ta hãy bắt đầu cái câu chuyện xin lỗi của mình bằng một câu xin lỗi thật là chân thành, đó là hontoni moshiwake arimasen nhá. Rồi mình để cho đối phương mắng thêm một câu đã, sau đó hãy giải thích là lý do vì sao mình lại gây ra cái lỗi đó. Ví dụ như là bây giờ trong một cái văn cảnh như là các bạn bị đánh lỗi máy tài liệu sai đi, thì bây giờ mình có thể giải thích là gì nhỉ? 何度も 確認したつもりだったんですができていなかったようです。すみません. Hoặc buổi sáng hôm ý chẳng may bị sếp mắng vì ngày hôm qua đi về mà vẫn chưa khóa ga bếp chẳng hạn. 例えばですね, リンさんには 全部消したか確認するように言ったんですが、最後私が見て確認していなかったんです。私のミスです。だ、私のミスです。だ là mình nhận luôn đấy là lỗi của mình luôn á. Xong giờ kiểu gì vẫn sẽ bị mắng tiếp thôi, nhưng mà lúc này các bạn hãy nói một câu để thể hiện cái sự đồng tình của mình với cái lời mắng của người ta nhá. Chúng ta có thể nói rằng là gì nhỉ? Hay oshare tori desu. Vâng, đúng như lời sếp nói ạ. Và cuối cùng khi mà thấy sếp gọi là nguôi nguôi rồi ấy, chúng ta kết lại bằng một lời gọi là tự hứa là từ giờ sẽ chú ý để không bị mắc lỗi như vậy nữa, đúng không? Hay, 申し訳ありませんでした. 次からは こんなことがないように 気をつけます. Đó, mình thấy trong những cái trường hợp mà chẳng may chúng ta mắc lỗi và bị khiển trách như vậy thì quan trọng nhất, thứ nhất đó là cái thái độ chân thành, lắng nghe đối phương. Và thứ hai đó là việc cố gắng làm sao để có thể lựa chọn câu từ chính xác theo từng cái nhịp nói chuyện như vậy. Cuộc sống mà, mọi thứ đã quá khó khăn rồi, thế nên là mình hy vọng là với một chút những cái gọi là thuộc về cái kỹ năng ứng xử cũng như là một chút về tiếng Nhật như vậy thì có thể giúp cho các bạn bỏ túi được những cái kỹ năng nhỏ để giúp cuộc sống của mình dễ dàng hơn nhé.